Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia-kêu. Ông là thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên phía trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên, trông thấy ông, nên người bảo ông rằng: Gia-kêu, xuống mau, vì hôm nay tôi lưu lại tại nhà ông. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy, lẩm bẩm với nhau rằng: cái ông này lại đến trọ nhà nơi một người tội lỗi. Riêng ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó. Nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, xin đền gấp bốn. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái của Abraham. Vì chưng Con Người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Trọng kính Đức Cha, hai cha đồng tế, được Đức Cha cho phép, với lại cũng để Đức Cha nghỉ ngơi chút. Chiều hôm qua Đức Cha đã giảng rồi, cho nên tôi xin được phép chia sẻ. Còn 3 tuần nữa thôi thì năm phụng vụ kết thúc. Mà gần đến cuối năm phụng vụ chừng nào thì tư tưởng của giáo hội hướng chúng ta về Ngài Thế Mạc, có nghĩa là Ngài kết thúc. Nhưng đừng tưởng làm như vậy để cản trở mọi sinh hoạt của chúng ta phải trở nên buồn chán rồi bi quan. Ngược lại, mỗi lần nghĩ về Ngài Thế Mạc thì theo Kitô giáo, chúng ta phải nghĩ tới cái sự đổi mới một cách tích cực các sinh hoạt mà mình đang có. Nếu cần phải đổi mới một cách triệt để, xin hãy can đảm để đổi mới, nhất là bước vào mùa vọng. Đó là cái ý chính của giáo hội. Và nên nhớ một điều, thế giới bước vào Thế Mạc không phải để đi đến chỗ hư vong, nhưng để hoàn toàn rũ bỏ hết mọi hư ảo, để mặc lấy cái gì trường sinh vĩnh cửu. Đó là một ý mà hôm ngày lễ các thánh, Đức Cha Phaolô Maria đã dùng cái chết là một chiếc chìa khóa bằng vàng, mở cửa cho chúng ta bước vào một thế giới mới. Một cái ý rất hay, tôi tin là ông bà còn nhớ. Như vậy, chữ Thế Mạc không phải là tận cùng, mà là đổi mới, đổi đời, đổi chính mình. Và ông Gia-kêu hôm nay ông đổi. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Con người không bằng lòng với hiện tại, cho nên luôn luôn muốn đổi mới. Và một nhà văn trong nước đã nói: vật chất luôn lừa phỉnh chúng ta. Có một thì muốn có hai, có hai thì muốn có hàng trăm, có hàng trăm thì muốn có cái tốt hơn, có cái tốt hơn thì muốn có cái tốt nhất, có cái tốt nhất thì muốn có cái không đụng hàng với ai. Như vậy thì cứ đòi hỏi mãi, bất tận. Cho nên cuộc chạy đua giống như một cuộc truy hoang, chạy mãi thôi. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất há chẳng phải là ai trong chúng ta cũng muốn đổi mới thế giới, mà chúng ta nhìn thấy nhiều bạo lực, khủng bố, bắt cóc, tống tiền, gian ác, tham nhũng, cướp bóc. Thì chúng ta muốn gì? Rất nhiều người cầu xin, xin cho những kẻ dữ đó biến mất khỏi đời này. Cái tư tưởng đó là một tư tưởng sai lầm. Sách Khôn Ngoan hôm nay nói Thiên Chúa không có muốn tiêu diệt mấy người đó, mà muốn đi tìm từng người để kéo họ về
như chính con Chúa đã kéo ông Gia Kêu vậy. Chúng ta thường, tôi thường nói đùa là có một cái kinh lạy cha hơi lạ lạ đó. Nó nói lên cái tâm trạng của mình là mình xếp mình vào những người công chính. Còn những người gian ác thì mình xin Chúa tiêu diệt đi. Cho nên mới có một câu mà nó hơi phân biệt chút là xin cha cho chúng con ngày nào cũng có, còn chúng nó ngày có ngày không. Là không dám xin Chúa phạt, nhưng mà bớt bớt để cho nó đói bớt đi, để nó đừng làm ác nữa. Tôi đọc câu đó lên là quý vị đã từng biết tác giả là ai rồi, từ Việt Nam sang đấy. Cho nên chúng ta mang tâm trạng đó, nó giống như tâm trạng của mấy người Do Thái khi nhìn những người thu thuế. Xin lỗi quý ông bà và anh chị em phải nhắc lại chuyện Do Thái, tại vì Chúa Giê-xu nói không nói một câu nào thừa cả. Tự nhiên hôm nay lúc ông Gia-kêu đứng lên tuyên bố sự đổi đời của ông thì Chúa nói ông này từ nay cũng là con cái Abraham. Tại sao lại có câu đó? Ông vẫn là người Do Thái mà. Mà người Do Thái nào không là con cái Abraham? Nhưng tất cả những người Do Thái coi những người tội lỗi, và đặc biệt là những người cộng tác với quân Roma để bóc lột dân chúng, chỉ điểm thu thuế, là hạng tội lỗi nhất, cộng tác với ngoại bang. Hạng thứ nhì, bán thân nuôi miệng là gái điếm. Hai hạng người đó được lặp đi lặp lại với sự kết án nặng nề. Và họ bảo những người, nhất là những người thu thuế, là những người giáo gian, phản quốc, cho nên không xứng đáng là con cái Abraham. Khinh miệt, loại trừ ra. Do đó, khi mà Chúa Giê-xu nói từ nay ông này cũng là con cái Abraham, là Chúa muốn xác nhận sự tái lập lại nhân phẩm của ông. Đừng khinh chê ông ấy. Vì ông cộng tác với Chúa sau khi đã muốn xem thấy Ngài. Ông có ba tiến trình rất hay. Thứ nhất, trong sách Phúc Âm nói vì ông tò mò. Tò mò rồi muốn xem coi Chúa là người thế nào. Rồi khi Chúa đến dưới chân, Chúa gặp ông ấy trước. Ông ấy thấy Chúa, nhưng Chúa gặp ông. Và cuộc đời ông sau khi đứng lên cộng tác với Chúa, từ nay con sẽ đổi đời. Và nên nhớ ông ấy nói ông đền bù là tại sao? Quý vị học Kinh Thánh biết, quân Roma nó rất là khôn khéo. Nó cho đấu thầu để mà đi thu thuế. Nhà thầu nào mà đấu thầu cao thì chính quyền Roma cho nhận để đi thu thuế. Chính vì vậy mà mấy người thu thuế phải bày mọi cách để lấy nặng hơn, để thu lại cái vốn của mình. Cho nên hôm nay ông ấy nói, có điều gì tôi làm bất công, tôi đền gấp bốn. Có nghĩa là ông biết cái mà ông cần phải làm. Dạ kính thưa Đức Cha và hai cha, con có viết mấy chữ đây để phân biệt. Hôm qua Đức Cha dùng chữ gặp, nó đúng với cái ý của con. Nhưng hôm nay chắc chắn là hai cha với Đức Cha viết chữ này quá sắc rồi. Để chữ này con viết đây là chữ nhân. Ai cũng biết, thôi mình để nó vô. Chữ thứ nhì ai biết là chết liền tại chỗ. Ai nói dùng đi cái thang phải không? Của ông Khẩn để ông leo lên thắp đèn. Chứ không, chữ mục đó à. Đáng lẽ nó nằm ngang vậy nè, nó là con mắt. Ở giữa có tròng đen nè. Mà cái bút lông á, không có thể vẽ tròn 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 đó, nó phí quá. Tốn chỗ, họ làm vuông vuông đó đó. Gọi là chân phương, vua viết thành vuông. Rồi nằm ngang về tròn chỗ thì họ dựng đứng lên. Mắt mà đứng ngang thì cũng thấy thôi. Cho nên chữ này chữ mục có nghĩa là thấy. Người vợ nào nói với ông chồng á, tôi đã mục kích cái vết son trên áo ông còn chối được không? Mục kích có nghĩa là nó chọt vào mắt bà ấy rồi. Bà thấy rồi làm sao chối? Như vậy chữ mục là thấy. Và kính thưa quý ông bà, thấy là gì? Năm ngoái tôi có đối rồi. Ai còn nhớ? Cả đoàn ai nhớ? Cho tôi định nghĩa thấy là gì? Có ai nói thấy là nhìn đấy? Chưa chắc nhìn đã thấy. Rất nhiều người nhìn mà không thấy. Khi mình giận vợ mình rồi đó, hay mình giận chồng mình rồi đó, ông có đi qua là bà đi qua đây lại, mình có thấy đâu.
vẫn nhìn. Khi mình lười biếng lên rồi, đám cỏ sang sau nhà mình nó cao ngồng ngồng lên, đứa bé đi vào biến mất như trong cái rừng gươm vậy. Có thấy đó không? Mình vẫn nhìn. Theo định nghĩa của khoa học, từ điển nó nói thấy là nhận thức về hình dáng, khoảng cách, màu sắc của muôn vật chung quanh xuyên qua mắt. Từ đó quý vị có thể định nghĩa được ngửi là gì? Là nhận thức được hương vị, cả mùi thơm lẫn mùi hôi xuyên qua mũi, vân vân. Như vậy, thấy chỉ là nhận thức để nhìn thấy hình thái của nó cao hay thấp, xa hay gần là khoảng cách và màu sắc, có vậy thôi, đâu nói gì hơn. Cho nên từ đó mới có chữ thứ ba. Chữ này thưa hai cha, chữ kiến có nghĩa là gặp. Có chữ nhân đi với chữ mục, và chữ nhân phải để bên dưới chữ mục, hạ mình xuống thì mới gặp được người khác, hạ mình xuống mới xem thấy kỹ lưỡng hơn. Còn cởi ngựa chạy qua làm sao xem được hoa, chỉ thấy bóng dáng nó thôi. Ước gì mỗi người chúng ta trong gia đình, vợ chồng, nhất là vợ chồng, cha mẹ và con cái, chẳng những thấy nhau mà phải gặp nhau. Đối với Chúa cũng vậy. Hôm nay ông Gia Kêu làm bước đầu tò mò, rồi muốn coi xem Chúa là người thế nào, tức là muốn thấy. Nhưng Chúa đến dưới gốc cây, Chúa muốn gặp ông, gọi đúng tên. Và như vậy, lúc đó ơn cứu độ chưa đến, chỉ mới bắt đầu thôi. Cho đến đoạn phúc âm mà ông ấy đứng lên, ông ấy tuyên bố, ông thay đổi cuộc đời. Lúc đó Chúa nói, ơn cứu độ có trong căn nhà này. Xin quý vị nhớ như vậy. Luôn luôn Chúa đi tìm trước, nhưng nếu chúng ta đóng cửa lại, Chúa không vào được. Chúa đi tìm mà vẫn phải đứng ngoài. Chúa vào rồi, chúng ta tiếp đãi thế nào? Chúng ta có cộng tác với Chúa hay không? Tùy thái độ mỗi người. Nên nhớ, mỗi thánh lễ là một dịp để trực tiếp gặp Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin hãy suy nghĩ lại để đánh giá hơn những gì mình chuẩn bị, những gì mình nói với Chúa khi Chúa ngự vào tâm hồn mình. Đó mới là điều cần thiết. Cho nên trở lại sách Khôn Ngoan, rõ ràng Chúa Giêsu hôm nay là bằng chứng điều thực hiện của sách Khôn Ngoan, là chính Chúa Giêsu đi tìm từng con chiên lạc. Gia Kêu là một trong những con người đó, và mỗi người chúng ta dưới mọi hình thức đều là những con chiên đã từng đi lạc. Xin Chúa dẫn đưa chúng ta về với tấm lòng yêu thương vô bờ của Chúa. Và tôi tin, tôi thường lặp đi lặp lại, Chúa rất là thông minh, quyền phép, nhưng hình như Chúa không có trí nhớ. Hãy lấy đó là niềm vui. Một khi Chúa tha, Chúa quên, quên sạch. Nhiều khi chúng ta tha cho nhau, nhưng thấy mặt là vẫn nổi sùng. Còn Chúa không phải vậy. Cho nên xin quý vị, một khi đã được Chúa tha qua bí tích giao hòa, xin đừng bao giờ nghĩ rằng không biết Chúa có tha chưa, rồi tự mình hành khổ lấy mình, giày vò lấy mình. Chúa muốn mình bình yên, Chúa đưa tay ra cứu, Chúa gặp mình trước, mình cộng tác với Chúa. Xin hãy nhớ điều đó. Một nhà văn hào đã nói, Thiên Chúa dựng nên chúng ta không cần ý kiến của chúng ta, nhưng người không thể cứu chúng ta nếu không có sự cộng tác của chúng ta. Tôi chúc một tuần lễ trong gia đình, xin hãy nghĩ lại, tôi có gặp người bạn đời tôi không?
hay là suốt ngày tôi chỉ thấy tệ nhất là không thấy nữa. Đi làm về khác giờ nhau, tới lúc mình về người kia ngủ, tới lúc mình ngủ người kia đi làm. Thấy còn không thấy, muốn chi là gặp. Xin hãy suy nghĩ lui lại những chuyện nhỏ nhỏ đó thôi. Mỗi tuần một chuyện rất nhỏ, và mỗi lần lên rước lễ có thực sự gặp Chúa không? Hay chỉ là hình thức rước Chúa vào rồi để Chúa móc meo trong đó, chả chào hỏi gì hết, chả nói một câu nào, chả có một lời cảm ơn. Đó là việc làm của mình mà mình có thể khuyên nhau được để sống đạo tốt hơn trong những dịp cuối năm phụng vụ này.